Còn sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên VTC14 ở một không gian khác, nơi mà ảnh hưởng của thời tiết trực tiếp và rõ rệt nhất, đó là các bệnh viện. Dễ hiểu vì sao trong những ngày này thì người già và trẻ nhỏ nhập viện nhiều hơn, mà đa phần là do các bệnh liên quan đến hô hấp và tim mạch. Và những hình ảnh sau đây có thể sẽ khiến nhiều người trong chúng ta không khỏi xót xa. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của ngày hôm nay thì có lẽ bệnh nhân và những người nhà của họ là những người khổ nhất. Bởi đằng sau nỗi lo chiến đấu với bệnh tật thì họ còn phải lo chống chọi với cái rét. Chùm thêm chăn và xe đầy. Núp vào dưới gốc cây. Hay bước nhanh hơn nếu phải có việc ra ngoài. Đó là cách mà bệnh nhân và những người đi chăm nuôi chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối mùa đông tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Nói chung ngày hôm nay là thời tiết rất lạnh, mà chúng tôi ở xa nên bệnh viện của Trung ương khám thì đã khám xong rồi, bây giờ đang chờ kết quả. Nhưng mà trong bệnh viện thì nó đông quá, không có chỗ ngồi thì ra ngồi ngoài nó hơi lạnh. Thời tiết giá rét không chỉ là nỗi lo lắng của những người đi khám bệnh mà còn là sự sợ hãi của những người bệnh. Nhất là với những người phải nằm tại các giường ngoài hành lang hôn hút gió. Mà như là những người mà yếu nằm đây thì không thể, chắc là không chịu được. Thì có người coi như là khỏe hơn tí thì chịu được. Cái lạnh từ ngoài trời len lỏi vào từng ngõ ngách bệnh viện, dù không khí trong các phòng khám, phòng bệnh vẫn ngột ngạt vì quá đông đúc. Ôi rồi trời đang mưa phùn, lúc ra đi là lúc bây giờ là 4 giờ sáng. Ra là chuyến xe sớm nhất từ Thanh Sơn xuống Hà Nội đấy. Là coi như là 4 giờ là phải đi rồi. Thế mà đến 9 giờ bắt đầu mới vào đến bệnh viện, vẫn còn ngồi đợi thứ tự chưa, lâu quá chưa đến. Ngay cả bản thân chúng ta khi mà chịu một cái gió lạnh thì chúng ta thấy mệt mỏi. Đồng thời nếu mà chúng ta không phòng chống tốt, bản thân chúng ta cũng ốm chứ đừng nói là những cái bệnh nhân nữa. Thế cho nên là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân họ bị nhiễm bệnh, nếu mà chúng ta để họ lạnh thì đương nhiên cái khả năng chống đỡ họ kém, nó sẽ ảnh hưởng tới những cơ thể. Đồng thời là họ bên cạnh đấy họ có thể là những cái mắc bệnh về những cái đường hô hấp hoặc là cái phản ứng với thời tiết lạnh. Hiện nay các bệnh viện cũng đã có phương án giữ ấm cho bệnh nhân, như thêm chăn, đệm và một số gạt sưởi. Tuy nhiên, để tránh đổ bệnh vào những ngày giá rét, mỗi người cần nâng cao sức đề kháng bằng việc cung cấp đầy đủ năng lượng bằng thực phẩm, tránh thay đổi đột ngột môi trường có nhiệt độ khác nhau. Với người già và trẻ nhỏ, cần đặc biệt chú trọng việc giữ ấm.